Cháu là xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng em xin kính chào quý ông bà, các bác cô chú anh chị. Thưa các bác, hôm nay lại có bạn Nghiêm kênh Thế Hệ Vàng của bác ạ, lại tiếp tục đồng hành cùng cháu Lực để mà trao một cái phần quà rất là lớn và rất là ý nghĩa tới cho hai ông cháu. Còn cái phần quà này là ai gửi thì cho phép cháu Lực xin được phép là nói ở trước đầu video một chút của bác nhé. Hôm trước thì cháu Lực có nhận được một khoản là của hai chị Nguyệt Thúy gửi tới cho hai ông cháu là 5.008.000. Và không phải các bác ạ, ngày 18 tháng 4 thì hai chị Nguyệt Thúy gửi cho cháu Lực là một cái khoản để mà mua cái tách ấy, là 5.052.000. Và trong đó thì là cháu Lực mua một cái tách. Cái tách này thì đáng lẽ ra là mua hết là 3.500.000 các bác ạ. Đấy, nhưng mà cái công của người ta chở từ dưới huyện lên là người ta lấy 500.000. Đấy, như các bác cũng theo dõi thấy được rằng là cái quá trình mà bạn Nghiêm lai từ trên kia xuống thì phải nói là đi xe các bác rất là quen cái quan thuộc này rồi, rất là quen cái con đường này và tay lái lụa rồi thì mới lai được xuống. Và cháu Lực có mua cái nguồn nước của hai ông cháu là 500.000 và mua xi cộng với lại nước hôm nọ mà mấy anh em có đi xuống phụ giúp là hai ông cháu ấy, với lại là mua thêm là cái đống đồ để mà vặn tách nữa là hết là 500.000. Thì cái khoản đấy còn dư là 52.000. Thì 52.000 này còn dư thì cháu Lực xin phép là hôm nào cháu Lực xuống thì sẽ mua kẹo cho bé Mạnh chẳng hạn cô bác ạ, hay là mua những cái đồ dùng mà cho hai ông cháu. Và ở đầu video thì cũng xin được cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Hai chị thì hiện tại đang ở một cái nơi mà cũng khá là xa xôi cô bác ạ, ở tận bên Mỹ. Nhưng mà các chị vẫn hướng về Việt Nam. Những cái hoàn cảnh nào mà khó khăn đấy thì đều có sự đồng hành của hai chị là Nguyệt Thúy trên cái chặng đường mà đi làm thiện nguyện của cháu Lực cô bác ạ. Anh Nghiêm thì vừa rồi thì cảm nhận là từ trên kia xuống thì là có mỏi tay không? Thì đường hơi vòng vèo tí, cái tách nó cũng khá là lớn đấy các bác. Thì đường thì cũng khá là dốc nữa, thì hơi tì về phía trước thì tay cũng khá là mỏi chút. Thì trên con đường trên này cháu cũng đi khá là quen thuộc rồi, nên là không vấn đề gì các bác ạ. Cái tách, và thưa các bác ạ, cái tách này cháu Lực mua là 1.000 lít của bác nhá. Và hiệu cháu Lực mua là hiệu Tân Thành. Mỗi hiệu người ta sẽ có một cái giá riêng của bác nhá, chứ không phải là cái hiệu nào nó cũng giống nhau cả. Vừa rồi thì đang đợi là ông sò là từ dưới kia lên một chút của bác. Bây giờ chỉ trong quá trình đợi thì cháu Lực xé cùng với bạn Nghiêm để mà đi lấy thêm cây, để mà một tí vác cái tách này xuống cả cô bác ạ. Thực sự ra cái tách này thì cũng khá là nhẹ thôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là nó hơi cồng cành một chút. Vừa rồi thì không biết là để dao ở đâu nhỉ đây. Bây giờ như bây giờ bạn xem là chặt một cái cây ở dưới chỗ bụi cây nhà Quyết này này. Bạn đưa ra rồi, để tôi đi chặt một cây. Chặt mấy cây để tí mình khiêng được bạn nhá. Từ nhà hai ông cháu thì xe máy là chỉ đến cái khu vực này thôi các bác ạ. Nếu mà trong thời gian tới khi mà cháu Lực đi vào làm nhà đấy thì chắc là cháu Lực sẽ xin phép là chú ông chủ đất này này sang cái chỗ này phẳng một tí để cho quay đầu xe nó dễ dàng hơn. Ôi, hôm nọ như có vẻ là nhà Quyết đốt cái này này. Cái này được không bạn? Ôi, cái nhỏ quá không? Cái nhỏ quá đấy. Cái này này bạn ơi. Ôi, nhưng mà cái này ngắn quá. Ngắn hơi ngắn. Không tí không thì khiêng kiểu ngang đi. Khiêng ngang rồi. Ngang đi. Tí tôi cao hơn tôi đi trước. Như kiểu là cái chỗ bụi tre này của bác này hôm nọ thì nhà Quyết là đốt ở đây này. Thành ra là sắp thiêu luôn cả cái bụi tre này luôn. Lá cây rơi như kiểu trong phim kiếm hiệp ấy nhá. Ngắn quá nhỉ. Cũng không ngắn rồi bạn, tí mình người đằng sau là cầm được rồi. Đấy. Hiện tại thì bạn Nghiêm cũng có lập mối kênh YouTube của các bác. Đấy, cũng mong muốn rằng là chia sẻ những hoàn cảnh lên trên kênh để cho các bác cùng biết, cho các bác cùng gọi là chung tay để giúp đỡ những hoàn cảnh đó.
kênh của bạn Nghiêm là kênh Thế Hệ Vàng, thì cháu Lực sẽ để kênh bạn Nghiêm ở cái phần là bình luận, thì rất là mong các bác sẽ qua bên đấy để mà ủng hộ bạn Nghiêm thêm một cái lượt đăng ký kênh nữa các bác nhé. Hôm qua dầm mưa làm cái phần là nền nữa các bác. Đến hôm nay thì cảm giác như là thấy sức khỏe thay đổi một chút thôi. Giọng là nó bị khá như là không được trong nữa. Bây giờ thì buộc như thế nào đây nhỉ? Bây giờ buộc là khiêng kiểu ngang đi. Đúng rồi. Nhưng mà cái cây để trên nhá. Cây phải để trên. Vừa rồi thì có mua cho ông thêm là những cái đồ này này cô bác này. Nếu mà ở dưới huyện thì nếu mà mua dưới huyện lên thì nó cũng cái giá độ tầm là xanh nhau rẻ số tầm 1-2 nghìn nữa. Nào ai bảo nó thầm mấy đồng một cháo hả? Mi à nào bảo nó thầm cháo. Ây da. Bạn thấy cái cây kia xỏ luôn rồi. Xỏ luôn đi. Dài lắm ấy. Dài đấy. Bạn lấy cái cây để vào đây đi. Để vào đây xong rồi mình tiếp tục buộc tiếp để cho nó. Bây giờ chỉ có cách này khiêng ra lách thôi. Được thôi. Tiếp tục là bây giờ là buộc là bạn cứ buộc dây. Buộc vòng qua cái cây một lần đấy. Em mềm lại. Lách này thì nó cũng chỉ đâu đó là tầm độ 5 cân, 10 cân thôi nhỉ. Tầm 10 cân. Đấy, tầm 10 cân thôi đấy nhưng mà tôi là hơi cong cành một chút. Nó cong cành quá. Đấy, không cần buộc phải chặt quá đâu, chắc quá đâu mà. Cho nó không có cái sự mà nó bị rơi không là được rồi. Thế thôi. Đấy, thế thôi. Một tí nữa ông lên thì sẽ cho ông là cầm cái chân của nó các bác ạ. Còn là mấy cái đồ này thì chắc là để hết vào trong này luôn nhá. Đây chắc là phải đợi ông một chút nữa. À, đợi ông lên để cho được xé tiếp tục là cái hình sau của bác ạ. Vừa rồi thì ông sò thì cũng đã lên tới đây rồi ông ạ. Đây cô bác ạ. Đây. Ông hôm nay là ông lại tiếp tục là được nhận quà nhá ông nhá. Vâng. Từ hai chị là Nguyệt Thúy. Đây, ở đây thì cháu không biết là như kiểu gì, như ông với lại hai chị Nguyệt Thúy thì có một cái duyên với nhau gọi là rất là lớn ông ạ. Vâng. Đây, ông hai chị Nguyệt Thúy là mặc dù là ở tận bên nước ngoài. Đấy nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng hướng về là ở bên Việt Nam mình có người nào mà khó khăn cũng như là ở cái cuộc sống hiện tại hai ông cháu như bây giờ này thì hai chị rất là thương và rất là quý ông với lại Mạnh nữa. Mạnh hôm nay thì đi đâu rồi ông? Em đi học về xuống suối chơi rồi. À đi xuống cái kia rồi à? Đi tắm rồi. À, thế là vừa rồi thì cháu cũng tự lấy dao xuống ấy, ông hộ cháu là cầm cái kia nhá. Vâng. Cầm cái chân đó nhá. Vâng. Để cháu với lại Nghiêm là sẽ khanh tách xuống cho ông. Nghiêm ở đằng trước đằng sau peo. À đằng sau à? Cho bạn lựa chọn trước hay sau. Đây có vẻ như từ được rồi nhỉ. Rồi thực sự ra ở đằng sau thì không nhìn thấy cái đường đi cả các bác ạ. Đó tôi nói cái đấy vậy à? Tôi xem bao nhiêu giờ cái co bầu nó sẽ có tôi xem. Khiêng như kiểu khiêng lợn đấy nhỉ. Khiêng lợn. Ôi, từ từ nhá. Xong chỗ.
Ô, nãy mình buộc ngang đi còn được mà, nhưng mà ấy quá nhở. Đúng rồi. Đi kiểu này thì thật... đúng rồi. Cứ vác đi Bèo. Bạn, thoải mái đi. Cái chân đấy tầm bao nhiêu cân hả ông? Này á? Vâng. 8-9 cân mà. 8-9 cân này à? 8-9 cân thì đối với lại ông thì chắc là cũng khá là bình thường đâu các bác. Bằng một bó cỏ đấy ông nhỉ? Ừ. Ôi. Này mà cao hơn tí thì vác nó hợp hơn. Nhưng mà thấp quá. Ồ, thấp quá. Đây, từ từ nhá. Ui. May là hôm nay là đường mọi cái là còn nắng ấy. Nắng. Không là đi như hôm qua là mưa lớn quá là thật là đi không có được đâu. Ôi, sao bị mắc rồi đấy? Ây. Sau cái thời gian mấy anh em di chuyển hiện tại là cũng gần đến nhà của ông rồi các bác ạ. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là cũng vận chuyển được cái tách này xuống. Bên này đi. Ui ui. Nó lỏng. Mấy cài. Ui à. Ra bên kia luôn bạn nhỉ. Ra bên kia luôn. Để xuống lọt thì mình thả đây luôn. Thả đây luôn. Ông cứ để cái chân ra bên kia đi ông. Vậy. Quá là chạm. Ui vậy. Vào. Phải dùng cái dây thừng này buộc thì mới được, chứ đừng dùng dây co buộc thì càng đi nó càng dài ấy. Nhá, cái cây đã. Từ 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 bạn ơi, từ từ. Phải quá. Thế đó. Bây giờ là phải đi tìm mót thêm đá. Phải để tạm tạm đây. Đây, tạm đây. Vậy, đó thì được tìm. Đây, thời tiết khá là nắng các bác ạ. Ông ơi, bây giờ đi tìm ba cục đá to không nhá. Không là để một tí nữa cái chân nó sang bên kia. Thì để cháu với lại Nghiêm là sẽ lắp. Nghiêm với ông đi tìm nhá.
để đắt ra. Thế cái này không lên luôn nó không bằng à. Đó đi. Tìm cái nào bằng bằng ấy không? Đây đi. Đây được ô tô của mạnh. Đủ đấy. Ba cục luôn. Bạn trong lên xem. Cái hướng góc đấy, kia nó phải ra bên này. Đấy, như này nhá. Đặt xuống nhá, đây nhá. Còn đi ra phía bên kia thì sẽ là lấy cái cây ra đi. Đấy, đặt. Cầm ở đây, một cái ở đây này. Đấy, như là... Đấy, cái này nó... À, cái này lấy cái to nào, bên đây nó cao. Đây, như vậy là được đấy không ạ? Được, để đến đây không? Cái con này bên này không vườn nhỉ? Thì chú rửa tay ở chân của hai ông cháu đi xe bên kia. Bây giờ thì... Cái đồ lắp rồi nhỉ? Lẹ cái chốt nhau thôi. Nhưng mà nhấc cái này nhé. Inox này thì cũng rất là nhanh các bác ạ, inox này. Tóc này, cái tách này thì đầy một tách kìa, hai ông cháu tha hồ dùng ấy nhỉ? Ồ. Một tháng mà, nó cười mà. Giờ là con vậy cái này được không? Mỏng thế này. Cái này không? Ừ. Này thoải mái không ạ? Thoải mái à? Vâng. Chuyển nước đây về nó nồng. Ừ, cái kèo này mùi quá nhở, mùi nhựa quá. Đó. Có băng tan chứ nhở? Không phải quên băng tan thì lắp khó đấy. Tiếng siêu nóng. Cái này sẽ là cái vòi mà lúc nào ông rửa tách thì xả đây ông nhá. Vâng. Kèo dính hết tay. Ôi ê. Chắc gì đâu. Vào được không? Hay là dày quá? Có cần phải ở trong dưới không? Không cần.
này thì giữ hơi khó ấy. Được chưa? Đây. Thế là bây giờ nhấc lên không nhá. Rồi, nhấc cao lên tí nhá, không là tí chân nó lại đấy. Ôi, nhấc cao nữa. Được chưa? Nhấc cao nữa. Chưa? Cao lắm, phải cao, không bây giờ mình kê đá nó cao lên. Bây giờ phải kê đá bên này. Này nó bây giờ để cái chậu thì nó vẫn vừa lọt. Lọt nhưng mà tiếp tục lọt. Đấy thấp. Đúng rồi. Để kê cái chân cao lên. Ông này có đá không? Có, mà con dây một tí nó cao này. Vâng. Cứ cho bạn cục này vào đi. Bạn cho... lấy cái cục bé kia ra. Nhưng cầm lông vào đấy nó chín. Họ mặc vào nó nhỏ thôi, nó chín bộ, chín nhá. Bên dưới thấp hơn. Cái này còn hoa này được không em ơi? Được rồi. Đấy. Không, bây giờ như kiểu hoa này còn thấp hơn đấy. Nó hoa này là mình phải cho cao lên hoa này ấy. Mày nữa là nó nặng lên là nó đằng sau cái nó nhiều hơn. Để cho cái hồn này vào đằng sau nữa. Đấy. Đông nhỉ? Ừ. Đấy. Những cái nào mà không được thì ông phải bảo nhau ông nhá. Ừ. Nó xem nào bạn. Ok. Đấy, bây giờ đi ông thả nước vào đi ông. Cái này là cái chốt của cái nắp đấy ông nhá. Vâng. Nắp chốt này này, ông nghe này cháu bảo. Đây này. Đây là đang mở cái này đúng không? Ở đây có cứ nào mà tách này đầy thì ông chốt vào đây nhá. Kia vâng. Có cái nắp ấy. Bây giờ cứ đẩy đây đấy. Cứ để như thế thôi, không cần phải đấy. Lúc nào mà đầy ông rút cái ống nhựa ra là ông chốt cái chốt này vào nhá. Vâng. Còn cái này nữa, bây giờ phải lắp nó cái này nghiêm ạ. Đúng không? Bây giờ cái giữ. Còn cái keo với lại cái băng này thì là ông cất đi cho cháu nhá. Vâng. Lúc nào mà cháu cần dùng đến thì cháu lại cháu không phải mua nữa nhá. Vâng. Không là tốn tiền lắm đâu ạ. Vâng. Đây. Một tí là ông giữ đi nhá. Vâng. Ông cứ để xuống đi. Để nó thấy thì nó chưa. Vâng. Khoan nước. Ông ơi. Đây. Tôi lạch rồi. Hả? Tôi lạch rồi. Lạch rồi à? Chỉnh lại đi. Chỉnh lại đi. Rồi, tí nước đây. Tí nước đây là chỉnh khó lắm đấy. Được. Nhưng cái này mà. Được rồi đấy. Được chưa? Được rồi. Đấy nhá. Được rồi. À. Cái này là để giữ không ạ? Ông bạn bên này nhá. Bên này không bạn. Kiểu nào đấy này. Đây này ông bạn đấy. Ông bạn bên này. Đây, ông làm bên này. Đấy, bên này.
Đây ông cho cái ốc này vào bên kia đó. Đây ông vặn vào. Vặn được không ông? Ông này có vẻ là chưa làm bao giờ đấy, thành ra là không biết đấy cô bác. À, cái tách này thì là cái chiều cao của nó là được độ hơn 1 mét cô bác, 1.2 mét. Cắt đây nữa. À vừa rồi cháu được là nói nhầm cô bác ạ, cái tách này là 1.000 lít đấy cô bác, không phải là cô bác nhé, 1.200 lít cô bác nhé, 1.200 lít. Đây cháu xem có nước chưa? À còn chưa, chưa còn chưa cô bác. Vòi dưới. Bây giờ vòi dưới này thì có rồi. Chưa một tí nữa mới được. Tách inox này của bác này mình chỉ cần để ngoài nắng một chút thôi là nó rất là nóng luôn. Ông nhớ là để ý, đừng cho Mạnh là vặn xả nước ra chơi nhá. Vâng. Đấy có nước rồi ông này. Vâng. Có rồi. Vào đây có nước rồi. Đấy. Bây giờ thì làm cái này nó thấp xuống đấy cô bác này, thì nước nó sẽ chảy vào cái góc này là nhiều hơn. Ừ. Đây thì ông có thể là rửa bát này, giặt quần áo này tại đây luôn. Vâng. Nhá. Vâng. Bát này ông ơi. Ừ. Cái này là ông xả độ tầm tiếng là đầy, tách này luôn. Vâng. Hãy ông rửa tay chân nhau. Cái này là ông làm sắp xong rồi à? Sắp xong rồi. Vâng. Thời tiết hôm nay cảm giác như là oi hơn rất là nhiều các bác ạ, thời tiết này. Đây, từ đấy thì mang về thôi. Qua mưa to lắm. Qua mưa to không? Mưa to ngôi nhà có bị lung lay không không? Lung cái không. Đó. Nhà này. Hôm qua là lung lay cái ngôi nhà này à? Vâng. Ngôi nhà này cháu nghĩ là chắc là ông. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Không nên ngủ trong nữa ông ạ. Đấy, ông cứ dọn ra chỗ bên này để mà ở đi. Ông ngủ ở đây rồi mà. Vâng. Và hôm nay thì cháu Lực cũng đá cùng với lại bạn Nghiêm là hoàn thiện thêm là cái công việc lắp cái tách nước cho hai ông cháu nữa cô bác ạ. Và ông gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy ông nhé. Tôi xin cảm ơn chị Nguyệt Thúy, tôi xin cảm ơn nhá. Tôi kết chắc cho tôi mừng lắm rồi, tôi xin
thông cảm cho tôi nha, tôi không biết nói nhiều. Rồi thưa cầm về dây này thì là một tí sẽ cầm về đem đi giả cho người ta đấy, chứ không phải là vừa rồi cháu mua đâu, mượn thôi ông ạ. Bây giờ mà mua nhiều quá thì mua xong dùng một lần thì mình cũng chả dùng được, cho nên là cái nào mà tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm một chút. Đấy. Và trong thời gian tới thì thưa các bác ạ, bây giờ thì vào mùa mưa rất là lớn rồi, thì cháu cũng rất là mong là hiện tại tiền quý của ông ấy thì là cháu Lực cũng đã được là 120 triệu rồi đấy, nhưng mà trong đó thì được chị Giáng My là hỗ trợ thêm là 20 triệu nữa, thì tổng cộng tất cả cháu Lực là được 120 triệu của bác nhá. Hiện tại thì cái phần kinh phí của nhà ông cháu đi còn thiếu là 70 triệu nữa của bác ạ. Một cái số tiền cũng rất là lớn. Như các bác cháu Lực cũng đã lên bản vé và lên vật liệu cung cán thợ là tất tần tật, là gọi là đủ một combo rồi các bác. Thì chắc chắn là làm nhà thì nó sẽ phát sinh thêm một chút nữa. Thí dụ như là cháu Lực tính là 190 triệu đi, nó có thể là rơi vào tầm độ 200 triệu, 10 triệu còn lại thì thí dụ như là đôi lúc mà mua bạt này, mua những cái mà mình chơi xi chơi sắt đấy các bác, thì sẽ thiếu ở khoản đấy nữa. Thì bây giờ hiện tại là cháu Lực còn thiếu là 70 triệu nữa, sẽ rất là mong được 12.000 khán giả và 12.000 người, các ông bà, cô chú, anh chị đang đăng ký ở trên kênh của cháu Lực này. Mỗi người là độ 50.000, 100.000, 200.000 thì cũng đủ cái khoản kinh phí để giúp đỡ cho ai cháu làm nhà. Thì rất là mong sẽ được sự chung tay của các bác. Thế còn hôm nay thì thức phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Đấy, và một lần nữa thì lại được bạn Nghiêm là đồng hành cùng cháu Lực. Hiện tại thì bạn cũng làm một cái kênh của bác. Thì rất là mong các bác sẽ qua kênh của bạn Nghiêm để ủng hộ. Anh Nghiêm thì có lời nào mà muốn nhắn nhủ cho các bác để qua kênh của bạn để ủng hộ không? Thì hôm nay cháu lại đồng hành với Lực là chở cái tách từ trên xuống dưới nhà cho hai ông cháu các bác ạ. Thì cháu cũng xin thay mặt gia đình hai ông cháu và cũng như bản thân cháu đối với Lực cảm ơn tới tất cả quý bác anh chị và Mạnh Thường Quân đã luôn luôn đồng hành và giúp đỡ gia đình hai ông cháu các bác ạ. Cháu xin cảm ơn các bác. Không nhắn nhủ các bác qua kênh của mình đăng ký à? Thì hiện tại cháu cũng đang thành lập một cái kênh YouTube là Thế Hệ Vàng các bác ạ. Thì sau cái thước phim này cháu sẽ cho bạn Lực Kim ở dưới phần bình luận các bác. Thì cháu cũng mong là quý các bác anh chị sang bên đấy ủng hộ cháu một lượt đăng ký kênh. Cháu xin cảm ơn ạ. Thưa các bác, đôi lúc mà mấy anh em đi làm thiện nguyện này các bác này, nó phải có cái sự mà tếu nhau vui vẻ một chút, công việc nó mới suôn sẻ được. Còn có những cái video nào mà nó vấn đề mà nó nghiêm trọng quá thì bắt buộc là mình phải coi như là găng cơ mặt nổi cơ mũi thì người ta thì đôi lúc thì nó mới nói được các bác. Còn thức phim này khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Cháu Nghiêm xin chào tạm biệt các bác. Tôi xin chào các chị các bác. Thank you.